Bạn muốn học online từ trình độ N3 đến N1? Hãy đăng ký ngay qua fanpage Học tiếng Nhật cùng HCC Japan hoặc truy cập vào website thảolegp.com để nhận được các bài học miễn phí. Link chi tiết ở phần mô tả nhé. Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật qua phim cùng Thảo Lê. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một trích đoạn trong tập phim Sasai Chan. お隣のとが閉まってますけど、どこに行かれたんでしょう。さあ、どこに行きましたかね。お隣お留守なんでしょうか。さあ、さっきまでいましたよ。あ、どうしよう。お土産にアイスクリームを持ってきたんで、あの騒ぎ。アイスクリームソーダ。 入れてもらえばよかったわ。なんだかいつもよりバスが遅く感じるわ。あ、お姉ちゃん。わかめ、ちょうどよかったわ。アイスクリームが溶けちゃうからカツオを連れてすぐ帰ってきて。冷凍庫に入れておけばいいじゃない。今我が家の冷凍庫はいっぱいなのよ。へえ、ごめんね、私お兄ちゃん探してくる。 磯野、見てないよ。ありがとう。今日は磯野と一緒じゃないんだ。中島と一緒なんじゃないかな。うん、来ることにはなってるんだけど、まだ来てないんだ。じゃあお兄ちゃんが来たらすぐ帰るようにって。分かったよ。お姉ちゃん、お兄ちゃん見つからなかった。仕方ないわ、早く食べて。 溶けちゃうです。いただきます。磯野を探しに来たけど、何をやったんだ。何か怒らせるようなことしたかな。すぐ帰れって。中島、ここには来なかったことにしてくれ。いいのか。わざわざ怒られに帰るなんてしないよ。知らないぞ。ほとぼりが冷めてから帰るよ。じゃあなん。 そろそろ姉さんの怒りも収まる頃だな。ただいま。お兄ちゃんどこへ行ってたの。静かに。遅いです。姉さんまだ怒ってる。全然。え、もうないですよ。もうないって。え、アイスクリームを食べてたの。 待ってたのに帰ってこないんですもの。食べちゃったわよ。そんな。溶けても持ったいないからね。お土焼けに持って行ったものだったから高級だったわよ。留守だったから急いで持って帰ってきたのよ。美味しかったですね。くう、すぐ帰ってくればまだ間に合ったかもしれないのに。僕はなんてバカなんだ。ああ、僕はなんて不幸な星の元に生まれたんだろう。 オーバーなやつだ。アイスクリームぐらいで情けないことを言うな。そうは言うけど、お父さんだって。お父さん、ノリスケおじさんが冷えたビールを持ってきたよ。何？急げ。遅かったわね、父さん。マスオさんとノリスケさんで空にしちゃったわ。こう。そうなって悔しがるでしょ。 バカもん、お前と一緒にするんじゃない。同じだよ、ねえお母さん。<笑>同じかもね。僕なんか悔しくって寝るに寝られないよ。<笑>と言った割には、よく眠ってるわね。<笑>お、アイスクリームか。カツオのために買ってってやるか。いや待てよ。 またタイミングがずれると。夏がいいよ。ということになっても困る。よし。はい、磯野でございます。あら、父さん。アイスクリームを買って帰るから、みんな家にいるように。わかりました。 またお姉さんを怒らせたのか？ 怒ってるどころか喜んでるよ。
磯野さん。お、これはこれは。お久しぶりです。まだかな。そんなに早く帰ってこないわよ。ちょっと行ってくる。行くってどこに行くのよ。門の前で待つだけだよ。遅いなお父さん。何やってるんだろう。暑いんだから家の中で待ってればいいのに。暑いです。いいんだ、暑い中を待った方がアイスクリームを美味しく食べられるじゃないか。長話をしすぎてしまった。いかん、溶けかかってる。あ、しまった、間に合わなかった。やむをえん。急いでくれよ、急いで。お客さん、お急ぎでしたら歩かれた方が早いですよ。ん？工事で渋滞しちまって。あ、すみませんね。すみません。ひとくな人だな。泣くやつがあるか。泣きたいのはこっちの方だ。ただいま。おかえりなさい。お土産買ってきたぞ。あ、アイスクリームだ。たくさんあるです。マスお兄さんも買ってきたのよ。何？いや、マスオくんも気にかけてくれたのか。すいません、まさか重なるとは思いませんでした。ま、これは冷凍しておいて明日にでも食べればいいだろう。それが冷凍庫がいっぱいなんですよ。溶けないうちに早く食べて。アイスクリームをこんなに食べられることになるとは思わなかったよ。おいしい。おいしいです。次はどれを食べようかな。こんな星の元に生まれてよかったわね、カツオ。姉さんだって食べてるくせに。あたしも幸運。僕もです。Đầu tiên thì các bạn có mẫu câu để thể hiện cái sự nuối tiếc về một hành động nào đó trong quá khứ. Và ở đây thì động từ chúng ta chia về cái dạng câu điều kiện ba yokata. Thậm chí thì các bạn có thể thể hiện sự nuối tiếc ở đằng sau bằng cách thêm noni. Trong đoạn hội thoại vừa rồi thì Sazae chẳng mua kem đúng không? Và cô ấy đi trên đường thì cô ấy bảo là giá mà cho mình thêm nhiều cái đá vào thì có phải tốt hơn không? Cho ít đá quá, bây giờ nó đang chảy dần ra. Chúng ta có đá khô đấy là dry ice. Motto dry ice を入れてもらえばよかったわ. Và cái ước muốn này thì các bạn thấy là ước muốn dùng cho một cái hành động nào đó trong quá khứ. Và thực tế thì nó khác với cái điều mà chúng ta ước ở hiện tại. Với cái dạng câu này ấy, thì chúng ta sẽ có hai sắc thái. Thứ nhất, nó sẽ có cái sắc thái thể hiện cái sự nuối tiếc đối với hành động của bản thân mình. Giá mà tôi làm cái chuyện đó, đúng không? Hoặc là nó có cái sắc thái mang cái xu hướng về cái chỉ trích hoặc phê phán đối với hành động của đối phương. Giá mà anh làm hoặc là người đó làm cho tôi cái việc này thì có phải tốt hơn không? Còn nếu như các bạn mong một cái điều gì đó trở thành hiện thực ở hiện tại và tương lai, thì lúc đấy các bạn sử dụng với ba yi hoặc yi na hoặc いいなと思います. Ví dụ bạn là một sinh viên và bây giờ đang phải thi cuối kỳ. Ước gì kỳ thi nó trôi qua thật nhanh đi. Cái ao ước này là một cái ao ước ở hiện tại. Chúng ta sẽ sử dụng với 早く試験が終わるといいな. Các bạn thấy ở đây thì mình đã không sử dụng với giọng bọ mà sử dụng với 終わると. Vậy nên cách dùng này thì chúng ta cũng có thể sử dụng ở những cái dạng câu điều kiện khác. Ví dụ như là といい hoặc ただいい. Ví dụ, giá mà có cái dịch vụ như thế này thì tốt biết mấy. こんなサービスがあったらいいな. Còn tiếp theo, ngoài cái cách sử dụng này thì dạng mẫu câu chia về thể điều kiện ばいい còn được sử dụng trong một cái sắc thái nữa. Với cái sắc thái này thì chủ yếu câu của chúng ta sẽ ở những cái dạng như là ばいい, ばいいじゃない, ばいいだろう. Cách nói này thì chủ yếu dùng để nêu ra cái ý kiến của bản thân người nói, muốn khuyên nhủ người khác nên làm một cái việc gì đó hoặc là đưa ra gợi ý một cái phương án nào đó. Với cái cách nói này thì nó sẽ có thể gần bằng nghĩa với いい khi đưa ra lời khuyên hoặc khi đưa ra gợi ý như ただどうですか hoặc どう.
Nếu ở trường hợp lịch sự thì các bạn có thể chuyển do thành ikaga desu ka? À, お姉ちゃん. Wakame, chōdo yokatta wa. Ice cream ga tokechau kara katsuo o tsurete sugu kaette kite. Retouko ni irete okeba ii janai. Trong đoạn hội thoại lúc nãy thì Sazae-chan đem kem về và hối thúc bảo Wakame là hãy đi tìm katsuo để về ăn kem nhanh lên. Và cái lúc đấy thì Wakame mới đưa ra một cái lời gợi ý là sao chị không cho kem vào tủ lạnh đi? Retouko ni irete okeba ii janai. Là một lời gợi ý, một cái phương án nào đó để giải quyết vấn đề hiện tại. Hoặc ở cái phần đoạn cuối của câu chuyện, khi ông bố đem kem về và anh rể cũng mua kem, thế thì có quá nhiều kem. Vậy thì lúc đấy ông bố cũng đưa ra cái lời gợi ý là cho cái kem này vào tủ lạnh để ngày mai ăn. Hoặc chúng ta có một số ví dụ khác, như khi mình đưa ra cái lời khuyên cho bạn mình. Bạn mình muốn đi du lịch vào kỳ nghỉ lễ Obon, nhưng mình thấy rằng vào cái dịp lễ Obon ấy thì chỗ nào cũng đông, bởi vì mọi người đều đi chơi vào cái dịp đấy. Thế nên là tốt nhất vào cái dịp đấy thì nên tránh đi du lịch. Với cái cách nói này thì nó sẽ bằng cái sắc thái với ba i, và chúng ta cũng có thể dùng thay thế bằng feta hoga ii desu. Obon no koro wa doko demo komimasu kara ryoko wa saketa hoga ii desho ne. Hoặc là cậu thử uống cái thuốc này xem thế nào. Kono kusuri ichido tameshite mite wa dou ka ne. Đấy là những cái cách nói khác chúng ta có thể thay đổi thay vì dùng với ba i janai, ba i daro hoặc ba i. Hotobori ga samete kara kaeru yo. Hotobori để chỉ cái nghĩa là cái sức nóng. Sức nóng ở đây thì vốn dĩ bản chất của nó là dùng để chỉ về cái nhiệt độ, nhưng bây giờ nó đã được sử dụng nghĩa rộng hơn để chỉ những cái cảm xúc này, những cái tình cảm nó đang rất là trào dâng mạnh mẽ hoặc là đang ở cái giai đoạn cao trào. Và chúng ta có cụm từ hotobori ga sameru với nghĩa là cái một cái cơn hoặc một cái cảm xúc nào đó của mình nó nguội đi. Và trong đoạn hội thoại vừa rồi thì Katsuo mới nói rằng là để cho cái cơn tức giận của chị Sazae nguội đi. Các bạn lưu ý với danh từ hotobori. Hotobori ga samete kara kaeru yo. Hotobori ga samete kara kaeru yo. Ở đây thì chúng ta có động từ sameru, và mình sẽ nói qua một chút về chữ kanji này. Chữ kanji này thì đã rất thông thuộc với chúng ta rồi, trong từ tsumetai, lạnh. Nhưng một điều đặc biệt là từ kanji này có rất nhiều cách đọc về âm cưng, và mỗi một cách đọc thì nó sẽ thể hiện cái sắc thái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta sẽ cùng điểm qua các cách đọc của từ kanji này nhé. Ichiban, hieru. Hieru là một tự động từ với ý nghĩa thứ nhất đó là cái nhiệt độ giảm xuống, lạnh, và thứ hai là lạnh cóng. Ví dụ toàn thân lạnh cóng bởi vì lạnh. Samusa de karada ga sukkari hiete shimatta. Hoặc trong câu chuyện lúc nãy thì chúng ta cũng có một cụm từ khi gọi ông bố về uống rượu ấy, đó là chú Norisuke mang bia lạnh đến nhà mình. Còn với hiyasu, chúng ta được một tha động từ với nghĩa là làm lạnh. Ví dụ bây giờ mọi người đang chuẩn bị tiệc và để lát nữa uống bia lạnh nó ngon hơn thì bây giờ mình sẽ làm lạnh bia trước. Làm lạnh ở đây có thể sẽ là cho vào tủ lạnh hoặc là cho ướp đá chẳng hạn. Biru hiyashite oku. Tiếp theo nó còn được đọc là sa trong động từ sameru. Đây là một động tự động từ với ý nghĩa là cái độ nóng được tỏa ra và bây giờ nó nguội rồi. Ví dụ như là bát súp nó đã nguội rồi. Supu ga sameru. Hoặc nó còn có thể dùng để chỉ cái tình cảm, cảm xúc nguội lạnh. Tình cảm nguội lạnh không còn nồng nàn nữa nên đã chia tay với người yêu. Kimochi ga samete koibito to wakareta. Tình yêu nguội lạnh. Aijou ga sameru. Còn với cách đọc tiếp theo, lúc này thì nó sẽ được dùng như là một tha động từ. Samasu. Với nghĩa là làm giảm cái nhiệt độ xuống. Ví dụ, hôm nay bị sốt và mình uống thuốc để hạ sốt, tức là làm giảm cái nhiệt độ xuống ấy. Kusuri o nonde netsu o samasu. Ngoài ra thì nó còn được đọc là hiyakasu. Nhưng lúc này thì với cái ý nghĩa hoàn toàn khác với những cái cách sử dụng trước đó. Hiyakasu với nghĩa là trêu chọc hoặc là trêu ghẹo ai đó, làm cho người ta xấu hổ. Ví dụ như là mọi người trêu ghẹo đôi vợ chồng vừa mới cưới. Shinkou no futari o
Mình nói để hiyakashiteiru. Ngoài ra thì nó còn được nằm trong từ ohiya. Từ này chắc chắn thì các bạn bên Nhật nghe rất là nhiều đúng không? Khi các bạn vào quán ăn hoặc quán nhậu nào đó, ở bên Nhật thì thông thường thay vì cái đưa nước bình thường cho khách thì họ hay đưa nước đá đúng không? Và nước đá đây là ohiya. Ví dụ mình gọi nhân viên ở trong quán là đem nước đá đến đây hoặc là nước lạnh đến đây cho tôi. Ohiya kudasai. Tiếp theo chúng ta có một mẫu ngữ pháp đặc biệt. Mẫu ngữ pháp này nằm trong tầm ngữ pháp của N1. Đây chính là động từ sẽ được chia về dạng veru cộng với ni. Và phần sau của nó chúng ta sẽ dùng động từ đấy. Tuy nhiên nó sẽ được chia về cái dạng là venai. Tức là động từ được lặp lại hai lần. Lần thứ nhất ở dạng khẳng định và lần thứ hai ở dạng phủ định. Có thể là venai hoặc có thể ở dạng khả năng nhưng mà vẫn là phủ định. Mẫu này thì nó thể hiện ý nghĩa là shiyoto mottemo dekimasen. Rất là muốn làm, cho dù mình rất muốn làm nhưng không thể làm được cái điều đó. Và nó bằng với mẫu câu yo ni mo nai. Và trong câu vừa rồi thì Katsuo mới nói là em muốn ngủ đấy nhưng mà vẫn không ngủ được vì tiếc. Hoặc chúng ta có một số ví dụ khác như đây là cái áo len của bạn tặng, thế nên không thể nào vứt được. Mình có không dùng nữa, mình muốn vứt nó đi, nhưng vì một cái ràng buộc hoặc vì một cái tâm lý nào đó mình vẫn không nỡ vứt nó đi. Tomodachi kara prezento sareta seta nano de shiteru ni shiterare nai. Ngoài những cái động từ chỉ hành động bình thường thì mẫu câu này có thể sẽ được đi với những cái động từ thể hiện cái tâm lý. Ví dụ như là một cái chuyện gì đó mà tôi không thể nào khóc được, có muốn khóc cũng không thể khóc được. Naku ni nake nai. Toitta wari ni wa yoku nemutteru wa ne. Tiếp theo chúng ta cũng có một mẫu ngữ pháp nữa. Mẫu ngữ pháp này thì nằm trong phần kiến thức của N2. Wari ni wa. Với ý nghĩa là mặc dù A nhưng B. Mặc dù một cái sự thực là A. Từ cái sự thực là A thì mọi người sẽ suy ra là một cái B nào đấy tương xứng. Tuy nhiên thực tế thì nó lại là một cái C nào đó khác. Ví dụ trong câu chuyện lúc nãy Katsuo có nói là em không thể ngủ được vì tiếc. Mặc dù nói như vậy nhưng sau đó cậu bé ngủ rất ngon lành. Ngoài ra thì chúng ta có một số ví dụ như bạn tôi ấy, anh ta lúc nào cũng nói là không có tiền. Thế nhưng mà đi du lịch suốt. Cái việc là anh ta nói rằng không có tiền sẽ khiến người nghe suy ra được là chắc là anh ta sẽ không đi du lịch đâu. Thế nhưng mà thực tế thì anh ta lại đi du lịch rất nhiều. Okane ga nai to itteru wari ni yoku ryoko suru ne. Hoặc là cô ta mặc dù đã có tuổi rồi nhưng trông vẫn còn trẻ lắm. Với cách này thì chúng ta có thể cộng đằng trước wari ni wa bằng một danh từ. Kanojo wa toshi no wari ni wa wakaku miimasu. Tiếp theo thì chúng ta có mẫu dokoroko. Mẫu này thì dùng để nhấn mạnh trong cái trường hợp không những không đạt được cái A mà thậm chí còn bị B. Cái B sẽ là cái có mức độ nặng hơn. Hoặc không những không được A mà ngược lại còn bị cái B. Lúc này thì cái B sẽ có cái sắc thái ngược lại với A. Ví dụ trong trường hợp lúc nãy, không những là không tức giận, tức là phủ định cái A đã nhé. Okoteru tokoro ko. Mà ngược lại, còn đang rất vui. Yorokonderu yo. Hoặc trong một số ví dụ khác, một cái nhân viên cửa hàng, anh ta làm sai. Thế nhưng không những là anh ta không xin lỗi chúng tôi, mà ngược lại, anh ta còn quay ra anh ta chỉ trích chúng tôi. Tức là cái việc A, cái việc ayamaru xin lỗi là anh ta không làm, người ta phủ định cái A đã. Và thậm chí người ta còn làm một cái B. Cái B đấy sẽ có hai sắc thái. Một là nó nặng hơn về mức độ. Hai là nó ngược lại so với cái A. Trong trường hợp đấy thì cái câu đó sẽ được nói lại như sau. その店員は謝るどころか逆にこちらを非難し始めたんです。Tình hình không những nó không tốt lên, tức là nó không tốt lên được, mà thậm chí nó còn ngày càng tệ hơn, là mức độ nó nặng hơn nhé. 事態は良くなるどころかますます悪くなっている。お、アイスクリームか。カツオのために買っていってやるか。いや待てよ、またタイミングがずれると。みんなずるいよ。タイミングがずれる。chúng ta có danh từ timing. Từ này thì chúng ta sẽ hiểu là một cái dịp hoặc một cái thời cơ hoặc một cái cơ hội để chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó.
Chúng ta có một số cụm từ như là timing cơ gọ, áo va này, tức là không đúng lúc hoặc là không đúng dịp để làm một cái việc gì đó. Bởi vậy mà trong nhiều trường hợp, timing sẽ được hiểu với nghĩa là chance, cơ hội. Chúng ta có cụm từ timing cơ gọ, zureru, đó chính là tuột mất, để lỡ mất cái cơ hội này. Cụ thể là trong video vừa rồi, lần trước thì chị Sazae mua kem về, nhưng mà bởi vì Katsuo cứ nghĩ là chị tức giận mình cái gì đó, thế nên là không dám về. Thế là mọi người ở nhà ăn hết kem. Hôm nay thì bố đi làm về, bố mới nghĩ đến Katsuo và bố mua kem. Và lúc đấy thì ông bố mới nghĩ là lần này mà để mất cơ hội này nữa, tức là lần này mà Katsuo mà không được ăn kem nữa, thì chắc chắn là sẽ cậu ấy sẽ rủa mọi người, cậu ấy sẽ rất tức giận với mọi người trong nhà. いや待てよ またタイミングがずれるとみんなずれるよ。 Và chúng ta sẽ nói một chút về cái động từ ずれる。 ずれる sẽ có những cái ý nghĩa như là trượt khỏi này, lệch này, hoặc là lỡ này. Nó có thể sẽ đi với những cái danh từ chỉ thời gian hoặc là những cái về cái cơ hội, để chỉ nghĩa là trượt khỏi cái cơ hội đó, lệch về thời gian hoặc là lệch về vị trí. Ví dụ mình được một cô bạn thân, cô ấy mời mình là thứ năm tuần này tớ rảnh đấy, chúng mình cùng đi ăn đi. Thế nhưng mà đúng cái thứ năm đấy thì mình lại phải có việc bận. Và mình với cái cô bạn ấy thì lần nào hẹn cũng thế, cứ người này bận thì người kia lại rảnh, người này rảnh thì người kia lại bận, không bao giờ có cái dịp nào đấy mà nó khớp nhau cả, toàn có lệch nhau thôi. Thì trong cái trường hợp đấy, chúng ta cũng có thể sử dụng với timing cứ gọi dưới đây. Và khi mà bạn mình hỏi mình cái câu đấy thì mình có thể trả lời là gì? Gomen ne, mokuyo wa zugo ga warui nda. Watashi tachi te itsumo timing ga zurechau ne. Ngoài cái chỉ về thời gian này thì zureru nó có thể được dùng để chỉ cái nghĩa là cái vị trí. Ví dụ như là vị trí nó đang lệch chẳng hạn. Vị trí nó đang bị lệch đấy. Cậu hãy để lại đúng cái vị trí giúp tôi với. Ichi ga zurete de yo. Tarashi basho ni oite kureru? Ikan, toke kakatteru. Ở phần hội thoại tiếp theo này, chúng ta có một loạt các cái câu hội thoại đơn giản hàng ngày. Ikan chính là cái cách nói khác của ikenai. Không được rồi. Dame desu ne. Ví dụ như là Oh, ikan oshimai da. Thôi, không được rồi. Xong rồi, oshimai da, kết thúc rồi. Còn với shimatta, thôi chết rồi, thôi xong rồi. Cái này thì mình đã cũng từng đề cập đến trong một cái video về giao tiếp rồi đúng không? Khi mà một cái sự việc gì đó nó diễn ra không như mong đợi của chúng ta, ôi thôi xong rồi, không kịp rồi. Shimatta, maniawanakatta, thôi chết rồi, xong rồi, không kịp rồi. Ở đây thì cái bối cảnh này là ông bố mua kem và sau đấy thì nói chuyện rông dài quá, thì cuối cùng là thôi xong, không kịp cái chuyến xe buýt. Và lúc đấy thì ông ấy nói là thôi mình phải cố cái điều này để đem kem về cho bọn trẻ ăn. Bắt buộc phải làm cái đó, không còn cách nào khác ấy. Chúng ta cũng có một cái cách nói nữa. Yamu o en. Thực ra cái yamu o en chính là cái cách nói khác của yamu o enai. Mình buộc phải làm cái việc đó thôi. Shikata ga nai, không còn cách nào khác cả. Sumimasen. Kitoku na hito da na. Kitoku. Chúng ta có chữ kỳ, kỳ cho nghĩa là kỳ lạ, và chữ đặc, đúng không? Từ này thì sẽ có hai cái sắc thái. Một là thông thường nó dùng để chỉ những cái nhân vật hoặc những cái người nào đó, người ta làm những cái việc tốt hoặc người ta xuất sắc mà chúng ta rất đáng khen và ca ngợi người ta. Yoronaka ni wa kitoku na hito mo iru mono da. Trên đời này còn rất rất nhiều, vẫn còn rất nhiều những người mà rất đáng khen ngợi, họ làm những cái việc tốt. Nhưng ngoài ra thì kitoku còn được sử dụng với một sắc thái nữa, bằng với hen hoặc là mezurashi hoặc là fushigi, tức là rất là kỳ lạ, lạ lùng mà hiếm gặp, ít khi nhìn thấy. Kare wa kitoku na hito da. Anh ta là một người mà kỳ lạ. Và trong cái câu chuyện này, bởi vì là ông bố không kịp đem kem về nhà cho các con, thế nên là nếu mà để kem nó chảy ra thì tiếc, là ông ấy đành phải cho những người thợ đang làm xây dựng ở trên cái quãng đường về nhà ấy. Và những người thợ mà khi ăn cái kem ấy thì ông nói là ôi kỳ lạ nhỉ, người này kỳ lạ nhỉ, sao tự nhiên lại mua kem cho mình. Kitoku na hito, hiếm gặp đấy, mezurashi. Masu o-nii-san mo katte kita no yo. Nani?
いやー、マスオ君も気にかけてくれたのか。すいません、まさか重なるとは思いませんでした。Chúng ta có động từ 気にかける với nghĩa là bận tâm, tức là mình vẫn để một cái điều gì đó ở trong lòng, hoặc là quan tâm, hoặc lo lắng, để tâm đến cái chuyện đó. Và trong cái câu này, bởi vì ông bố lại bị lỡ cái lần thứ hai không mua kem về cho mọi người, thế nên anh con rể đến ngày hôm sau anh ấy mới mua kem về cho đám bọn trẻ trong nhà, cà chua rồi wakame. Và lúc đấy thì ông bố mới nói là anh cũng để ý đến chuyện đấy à, cảm ơn anh cũng để ý đến điều đấy giúp tôi, đúng không? Khi ni kakete kureru. Trong cái câu này thì chúng ta cũng có một cái cách nói thực ra rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi là chúng ta không để ý, đó chính là tôi wa omoimasen deshita, hoặc tôi wa omowanakatta, được dùng khi mà chúng ta muốn thể hiện là mình không nghĩ đến cái chuyện đó, mình không nghĩ là, đúng không? Khi mà ông bố mới cảm ơn là anh đã để ý và mua kem về, thì anh con rể mới nói là con cũng không nghĩ là lại trùng hợp với bố. Ở đây thì chúng ta có phó từ masaka để thể hiện cái sự bất ngờ. Và chúng ta có cái động từ là kasanaru với nghĩa là trùng hợp. Hoặc với cái câu sau thì bọn trẻ mới nói là bọn con không nghĩ là lại có ngày được ăn nhiều kem như thế này. Tokenai uchi ni hayaku tabete. Ice cream o konna ni taberareru koto ni naru to wa omowanakatta yo. Một cái điều gì đó mà mình đã không nghĩ đến và bây giờ nó trở thành hiện thực. Chúng ta có thể sử dụng với mẫu này. Quay lại một chút với động từ kasanaru. Kasanaru là một tự động từ và tha động từ của nó là kasaneru. Và nó sẽ có những cái sắc thái ý nghĩa như sau. Thứ nhất là nó là tự động từ mà những cái gì đấy nó xếp chồng chất lên nhau. Ngoài ra thì nó còn được dùng với nghĩa là trùng khớp với nhau hoặc là trùng hợp. Ví dụ, chủ nhật thì trùng vào ngày lễ. Nếu mà trường hợp chủ nhật mà trùng vào ngày lễ thì chúng ta sẽ được nghỉ bù vào thứ hai sau đó, đúng không? Nichiyo to chukujitsu ga kasanaru. Ngoài ra thì kasanaru còn được dùng với nghĩa là những cái điều gì đó nó kurikaisu, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tích tụ hoặc tích lũy. Ví dụ như là người mà có những cái bộn bề suy nghĩ lao tâm khổ tứ ấy, mà những cái đấy nó tích tụ nhiều thì sẽ dẫn đến hoặc sinh ra bệnh. Shindo ga kasanatte byouki ni narimasu. Như vậy là chúng ta đã xem xong một bộ phim rồi với rất rất nhiều những cái phần từ vựng mình nghĩ cũng khá là hay và ứng dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày, cũng như là một số ngẫu ngữ pháp được sử dụng trong phần kiến thức của N2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.